Hello everyone, welcome back to lời giải hay.com. Xin chào tất cả các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh lời giải hay.com. Hôm nay thì chúng mình sẽ cùng tìm hiểu về tiết ôn tập số 4, Review 4. Now let's begin with listening. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu với phần nghe. Bạn sẽ nghe một cuộc phỏng vấn với một người đàn ông có tên là giáo sư Jones, một chuyên gia về du lịch sinh thái. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng A, B hoặc là C. Trước khi chúng mình làm bài nghe thì chúng mình sẽ cùng quan sát 6 câu hỏi ở đây. Câu số 1. Ai là người đã được hưởng lợi từ du lịch trong quá khứ? Đáp án A, các công ty du lịch. Đáp án B, các khách du lịch. Và đáp án C là các cộng đồng ở địa phương. Câu số 2. Có bao nhiêu người quan tâm đến du lịch sinh thái? Đáp án A, tất cả mọi người. Đáp án B, 60% người Mỹ. Và đáp án C là hầu hết mọi người. Câu số 3. Tại sao các khách du lịch muốn bảo vệ môi trường? Đáp án A, để nhìn thấy các loài khác nhau. Đáp án B, để họ có thể tận hưởng nó trong tương lai. Và đáp án C là để bảo vệ môi trường. Câu số 4. Ai là người thường biết rõ nhất về môi trường? Đáp án A, các công ty. Đáp án B, các doanh nghiệp. Và đáp án C là các cộng đồng ở địa phương. Câu số 5. Sophia nói rằng một số khu nghỉ dưỡng rất tệ bởi vì đáp án A, vì cách mà chúng quảng cáo. Đáp án B, vì chúng rất là đắt. Đáp án C, vì chúng không bảo vệ môi trường. Câu số 6, các khu nghỉ dưỡng tốt sẽ có thể làm gì? Đáp án A, thu hút khách du lịch. Đáp án B, trả lời đầy đủ các câu hỏi của bạn. Và đáp án C là nâng cao nhận thức của khách du lịch. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nghe bài nghe và chúng mình sẽ cùng khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhé. Review 4. Track 46. Listening. You will hear an interview with a man called Professor Jones, an expert on ecotourism. For each question, choose the correct answer A, B, or C. I'm Sophia Anderson, and today we're talking about ecotourism. I'd like to welcome to the program Professor Jones, who is an expert on the topic. Hello, Professor. Hello. First, can you tell us what ecotourism is? Yes, it's a way of doing tourism which aims to conserve the environment, help local communities, and educate tourists. How is that different from traditional tourism? Well, tourism often only used to benefit travel companies. It could often damage the environment and local communities. Now, the environment is becoming a more important topic for everybody. For example, 60% of Americans want to try ecotourism. That's amazing! Why is protecting the environment important for tourism? Well, tourists want the environment protected so that their children and grandchildren can enjoy it too. Companies want to protect it because that is their business. I see. Local communities often know more about different species and their environment. Their knowledge has always been important for making conservation better. Great. Finally, I read that some resorts have advertised that they are green or eco-friendly, but they haven't done any conservation. How can tourists know that they are going to a good resort? Well, they should find out. Tourists should ask resorts exactly how they are protecting the environment. Any good resort should be able to easily explain what they do to help local wildlife, people, and animals. If they can't answer that, well, then you should look for another place to stay. Professor Jones, thank you very much. Now, listen again. Review 4. Track 46. Listening. You will hear an interview with a man called Professor Jones, an expert on ecotourism. For each question, choose the correct answer A, B, or C. I'm Sophia Anderson, and today we're talking about ecotourism. I'd like to welcome to the program Professor Jones, who is an expert on the topic. Hello, Professor. Hello. First, can you tell us what ecotourism is?
It's a way of doing tourism, which aims to conserve the environment, help local communities, and educate tourists. How is that different from traditional tourism? Well, tourism often only used to benefit travel companies. It could often damage the environment and local communities. Now, the environment is becoming a more important topic for everybody. For example, 60% of Americans want to try ecotourism. That's amazing! Why is protecting the environment important for tourism? Well, tourists want the environment protected so that their children and grandchildren can enjoy it too. Companies want it protected because that is their business. I see. Local communities often know more about different species and their environment. Their knowledge has always been important for making conservation better. Great. Finally, I read that some resorts have advertised that they are green or eco-friendly, but they haven't done any conservation. How can tourists know that they are going to a good resort? Well, they should find out. Tourists should ask resorts exactly how they are protecting the environment. Any good resort should be able to easily explain what they do to help local wildlife, people, and animals. If they can't answer that, well, then you should look for another place to stay. Professor Jones, thank you very much. Ok, chúng mình vừa nghe và làm xong bài tập phần nghe rồi. Bây giờ thì cô muốn chúng mình nghe lại một lần nữa kèm theo bản transcript của cô để chúng mình cùng đối chiếu đoán nhé. Review 4. Track 46. Listening. You will hear an interview with a man called Professor Jones, an expert on ecotourism. For each question, choose the correct answer, A, B, or C. I'm Sophia Anderson, and today we're talking about ecotourism. I'd like to welcome to the program Professor Jones, who is an expert on the topic. Hello, Professor. Hello. First, can you tell us what ecotourism is? Yes, it's a way of doing tourism, which aims to conserve the environment, help local communities, and educate tourists. How is that different from traditional tourism? Well, tourism often only used to benefit travel companies. It could often damage the environment and local communities. Now, the environment is becoming a more important topic for everybody. For example, 60% of Americans want to try ecotourism. That's amazing! Why is protecting the environment important for tourism? Well, tourists want the environment protected so that their children and grandchildren can enjoy it too. Companies want it protected because that is their business. I see. Local communities often know more about different species and their environment. Their knowledge has always been important for making conservation better. Great. Finally, I read that some resorts have advertised that they are green or eco-friendly, but they haven't done any conservation. How can tourists know that they are going to a good resort? Well, they should find out. Tourists should ask resorts exactly how they are protecting the environment. Any good resort should be able to easily explain what they do to help local wildlife, people, and animals. If they can't answer that, well, then you should look for another place to stay. Professor Jones, thank you very much. Now, listen again. Chúng mình vừa nghe lại bài nghe kèm theo bản transcript của cô rồi. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng đối chiếu đoán nhé. Ở câu số 1. Ai đã được hưởng lợi từ du lịch trong quá khứ? Ở đây cô chọn đáp án là A, các công ty du lịch. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin của câu số 1. Ở đây giáo sư Jones nói là Well, tourism often only used to benefit travel companies. Chà, du lịch đã từng chỉ đem lại lợi ích cho các công ty du lịch. Vì vậy, ở đây câu số 1, các công ty du lịch đã được hưởng lợi từ du lịch trong quá khứ. Và câu số 1 chúng mình sẽ chọn đáp án là A. Câu số 2, có bao nhiêu người quan tâm đến du lịch sinh thái? Đáp án của cô là đáp án B, 60% người Mỹ. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin của câu số 2.
60% of Americans want to try ecotourism. 60% người Mỹ muốn thử du lịch sinh thái. Ở đây câu số 2 có 60% người Mỹ quan tâm đến du lịch sinh thái. Câu số 2 chúng mình sẽ chọn đáp án là B. Câu số 3, tại sao các khách du lịch muốn bảo vệ môi trường? Đáp án ở đây cô chọn là đáp án B, để mọi người có thể tận hưởng nó trong tương lai. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin của câu số 3. Tourists want the environment protected so that their children and grandchildren can enjoy it too. Các khách du lịch muốn môi trường được bảo vệ để con cháu của họ cũng có thể tận hưởng nó. Như vậy thì lý do mà các khách du lịch muốn bảo vệ môi trường đó là để mọi người có thể tận hưởng nó trong tương lai. Câu số 3 chúng mình sẽ chọn đó là B. Câu số 4. Ai thường hiểu rõ nhất về môi trường? Đáp án cô chọn ở đây là đáp án C. Các cộng đồng ở địa phương. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin của câu số 4. Local communities often know more about different species and their environment. Các cộng đồng ở địa phương thường biết nhiều hơn về các loài khác nhau và môi trường của chúng. Như vậy thì ở đây, các cộng đồng ở địa phương thường biết rõ nhất về môi trường. Câu số 4 chúng mình sẽ chọn đáp án là C. Câu số 5, Sophia nói rằng một số khu nghỉ dưỡng rất tệ bởi vì ở đây cô chọn đáp án là C, chúng không bảo vệ môi trường. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin của câu số 5. I read that some resorts have advertised that they are green or eco-friendly, but they haven't done any conservation. Tôi đã đọc rằng một số khu nghỉ dưỡng đã quảng cáo rằng chúng xanh hoặc thân thiện với môi trường, nhưng chúng đã không thực hiện bất kỳ sự bảo tồn nào. Như vậy thì ở đây Sophia nói rằng một số khu nghỉ dưỡng tồi tệ bởi vì chúng không bảo vệ môi trường. Câu số 5 chúng mình sẽ chọn đó là C. Câu số 6, các khu nghỉ dưỡng tốt sẽ có thể làm gì? Ở đây cô chọn đó là B. Trả lời đầy đủ các câu hỏi của bạn. Chúng mình sẽ cùng quan sát thông tin của câu số 6. Any good resort should be able to easily explain what they do to help local wildlife, people and animals. Bất kỳ khu nghỉ dưỡng tốt nào cũng nên dễ dàng giải thích những gì mà họ làm để giúp đỡ động vật hoang dã ở địa phương, con người và các động vật. Như vậy thì ở đây các khu nghỉ dưỡng tốt sẽ có thể trả lời đầy đủ các câu hỏi của bạn. Câu số 6 chúng mình sẽ chọn đó là B. Bây giờ thì cô sẽ dịch lại đoạn transcript để chúng mình có thể hiểu được rõ hơn nội dung bài nghe này nhé. Tôi là Sophia Anderson và hôm nay chúng ta đang nói về du lịch sinh thái. Tôi muốn chào mừng đến với chương trình giáo sư Jones, một chuyên gia về chủ đề này. Xin chào giáo sư. Xin chào. Trước tiên, ông có thể nói cho chúng tôi biết du lịch sinh thái là gì không? Vâng, đó là một cách làm du lịch nhằm mục đích bảo tồn môi trường, giúp đỡ các cộng đồng ở địa phương và giáo dục khách du lịch. Điều đó khác với du lịch truyền thống như thế nào? Chà, du lịch đã từng chỉ đem lại lợi ích cho các công ty du lịch. Nó thường có thể gây hại đến môi trường và các cộng đồng ở địa phương. Ngày nay, môi trường đang trở thành một chủ đề quan trọng đối với tất cả mọi người. Ví dụ, 60% người Mỹ muốn thử du lịch sinh thái. Điều đó thật tuyệt vời. Tại sao bảo vệ môi trường lại có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động du lịch? Chà, các khách du lịch muốn môi trường được bảo vệ để con cháu họ cũng có thể tận hưởng nó. Các công ty muốn bảo vệ nó bởi vì đó là công việc kinh doanh của họ. Tôi hiểu rồi. Các cộng đồng ở địa phương thường biết nhiều hơn về các loài khác nhau và môi trường của họ. Kiến thức của họ luôn đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện công tác bảo tồn tốt hơn. Tuyệt vời, cuối cùng tôi đã đọc được rằng một số khu nghỉ dưỡng đã quảng cáo rằng chúng xanh hoặc thân thiện với môi trường, nhưng chúng đã không thực hiện bất kỳ công tác bảo tồn nào. Làm thế nào mà các khách du lịch có thể biết rằng họ sẽ đến một khu nghỉ dưỡng tốt? Chà, họ nên tìm hiểu. Khách du lịch nên hỏi các khu nghỉ dưỡng chính xác cách họ đang bảo vệ môi trường. Bất kỳ khu nghỉ dưỡng tốt nào cũng nên dễ dàng giải thích những gì mà họ làm để giúp đỡ các động vật hoang dã, con người và các động vật ở địa phương. Nếu họ không thể trả lời điều đó thì bạn nên tìm một nơi khác để ở. Giáo sư Jones, cảm ơn ông rất nhiều. Bây giờ hãy nhận lại. Now let's move to reading. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần đọc. Những người dưới đây muốn thử một cách học mới. Ở bên phải có các mô tả về các cách học khác nhau. Hãy quyết định xem cách học nào sẽ phù hợp nhất đối với mỗi người ở bên dưới. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng A đến D. 1. Nina muốn thực hành kỹ năng nghe của cô ấy và vui vẻ trong khi cô ấy làm điều đó. Cô ấy có một kết nối internet nhanh và thích các trò chơi nhập vai. 2. David thích học bằng cách nghe mọi thứ. Anh ấy thực sự quan tâm đến tương lai của máy tính và muốn nghe tin tức thường xuyên về chủ đề này. Đáp án A, This Robot's Life. Một loạt các podcast âm thanh được lấy bối cảnh vào năm 2010 về một người máy muốn trở thành con người. Một tập mới được tải lên mỗi tuần. Đáp án B, The Wanderings of Wharton. Bạn là Wharton huyền thoại trong trò chơi giả tưởng hoành tráng này, khám phá một thế giới đầy phiêu lưu thú vị và các nhân vật mà bạn sẽ nhớ mãi.
Đáp án C, Patrick K. Fletcher's Fascinating Futures. Nhà văn từng đoạt giải trình bày podcast hàng tháng của mình về những sự phát triển trong công nghệ máy tính. D, Class of the Titans. Ứng dụng này ứng dụng trò chơi vào việc học. Mỗi bài học mà bạn dạy trở thành một cuộc phiêu lưu thú vị và mỗi bài kiểm tra mà học sinh của bạn làm kết thúc với một trận đấu trùm hoành tráng. Chúng mình sẽ cùng quay lại với câu số 1. Nina enjoys role-playing games. Nina thích các trò chơi nhập vai. Vì vậy chúng mình có thể chọn nó là B hoặc là D. B và D thì nói về games, các trò chơi. Ở đây chúng mình có thể thấy là trong đáp án B thì người ta có nói là characters you will remember forever. Các nhân vật mà bạn sẽ nhớ mãi. Như vậy thì ở đáp án B, trò chơi The Wanderings of Wotan, Nina có thể chơi trò chơi nhập vai. Và number one chúng mình sẽ chọn là B. Tiếp theo câu số 2, David quan tâm đến tương lai của máy tính và muốn nghe tin tức thường xuyên về chủ đề này. Như vậy thì ở đây cách học phù hợp nhất đối với David đó chính là podcast. Chúng mình có thể chọn đáp án A hoặc là đáp án C. Ở đây câu số 2 chúng mình có thể thấy thông tin là He's really interested in the future of computing. Anh ấy thực sự quan tâm đến tương lai của máy tính. Và ở đáp án C người ta có nói đến Developments in computer technology, sự phát triển trong công nghệ máy tính. Như vậy thì ở đây câu số 2 chúng mình sẽ chọn đáp án là C. The next part is vocabulary. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là phần từ vựng. Điền vào các chỗ trống với một từ từ bài 9 và bài 10. Chữ cái đầu đã được cho sẵn rồi. Em sẽ cần thay đổi dạng thức của một số từ. Câu số 1, nhiều bộ phim đã sử dụng như là nguồn cảm hứng cho các bối cảnh của họ. Nó đã được xây dựng vào năm 1869 bởi vua Ludwig II. Nhiều bộ phim đã sử dụng lâu đài như là nguồn cảm hứng cho các bối cảnh của họ. Nó đã được xây dựng vào năm 1869 bởi vua Ludwig II. Ở đây lâu đài, chúng mình sẽ điền một từ ở bài số 9 bắt đầu bằng chữ C. Chúng mình sẽ điền từ castle. Many movies used the castle as the inspiration for their settings. It was built in 1869 by King Ludwig II. Câu số 2, ai đó đã đột nhập vào phòng khách sạn của chúng tôi và máy ảnh của chúng tôi đã chụp rất nhiều bức ảnh đẹp, nhưng bây giờ chúng đã biến mất. Chúng mình sẽ điền một từ ở bài số 9 và bắt đầu bằng chữ S. Ở đây chúng mình có thể quan sát là chỗ trống cần điền chúng mình sẽ chia thì quá khứ đơn, tại vì từ đằng trước broke chúng mình đã chia thì quá khứ đơn rồi. Ở đây number 2 chúng mình sẽ điền từ stole, lấy cắp. Someone broke into our hotel room and stole our camera. We've taken so many beautiful photos, but now they're all gone. Câu số 3, thực phẩm mà được bảo quản không đúng cách có thể dẫn tới. Đảm bảo rằng bạn giữ thức ăn đã được nấu ở trong tủ lạnh và luôn luôn hâm nóng lại thức ăn của bạn. Thực phẩm mà được bảo quản không đúng cách có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Ở đây chúng mình sẽ điền một từ ở bài số 9, đó là từ food poisoning. Ngộ độc thực phẩm. Food that is stored incorrectly can lead to food poisoning. Make sure that you keep cooked food in the fridge and always reheat your food. Câu số 4, có nhiều giáo dục tuyệt vời trên điện thoại của bạn mà bạn có thể cài đặt và sử dụng để học điều gì mới. Ở đây, có nhiều ứng dụng giáo dục tuyệt vời trên điện thoại của bạn. Number 4, chúng mình sẽ điền từ apps. Chúng mình lưu ý là ở đây, người ta sử dụng many, thì đằng sau chúng mình sẽ sử dụng một danh từ số nhiều. There are many great educational apps on your phone that you can install and use to learn something new. Câu số 5, người ta dự đoán rằng các lớp học sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai và có thể thay thế các lớp học truyền thống. Người ta dự đoán các lớp học ảo sẽ trở nên phổ biến hơn trong tương lai và có thể thay thế các lớp học truyền thống. Câu số 5, chúng mình sẽ điền từ virtual. It is predicted that virtual classroom will become more popular in the future and may replace traditional classrooms. Now let's move to grammar. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần ngữ pháp. Circle the correct answers. Chúng mình sẽ khoanh tròn vào các câu trả lời đúng. Câu số 1, chúng tôi đã đến một quán cà phê ở Landmark 81, tòa nhà cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Khung cảnh từ quán cà phê thật là tuyệt vời. Ở đây chúng mình có thể thấy là cafe, quán cà phê được nhắc đến lần đầu tiên. Và cafe số ít cho nên là chúng mình sẽ sử dụng mã từ là a.
Tiếp theo chúng mình có thể thấy tính từ so sánh hơn nhất, tallest, cho nên là chúng mình sẽ sử dụng mặt từ là the. Tiếp theo, cafe, quán cà phê được nhắc đến lần thứ hai. Quán cà phê này đã được xác định rồi, cho nên là chúng mình sẽ sử dụng mặt từ là the. We went to a cafe in Landmark 81, the tallest building in Ho Chi Minh City. The view from the cafe was amazing. Câu số 2, trời đang mưa hoặc đã mưa vào buổi sáng khi chúng tôi đang rời hoặc là đã rời khỏi nhà của chúng tôi. Chúng mình có thể thấy là câu này diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác bất chợt xen vào, và câu này chúng mình sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Tiếp theo là câu này có chứa when, thì mệnh đề nào mà có chứa when thì động từ chúng mình sẽ chia thì quá khứ đơn. Ở đây chúng mình sẽ chọn là left. Mệnh đề còn lại, mệnh đề không chứa when, động từ chúng mình sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Chúng mình sẽ chọn là was raining. It was raining in the morning when we left our home. Trời đang mưa vào buổi sáng khi chúng tôi rời khỏi nhà của mình. Câu số 3, chúng tôi đã đi dạo dọc theo bãi biển. Trong khi chúng tôi đang đi bộ hoặc đã đi bộ, chúng tôi đang tìm thấy hoặc đã tìm thấy một chiếc hộp bị chôn vùi ở trong cát. Câu này diễn tả một hành động đang xảy ra thì một hành động khác bất chợt xen vào ở quá khứ, và chúng mình sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Mệnh đề nào mà có chứa why thì động từ chúng mình sẽ chia thì quá khứ tiếp diễn. Ở đây chúng mình sẽ chọn là were walking. Mệnh đề còn lại, mệnh đề không có chứa why thì động từ chúng mình sẽ chia thì quá khứ đơn. Ở đây chúng mình sẽ chọn là found. We went for a walk along the beach. While we were walking, we found a box buried in the sand. Number 4, Nam, do you have any plans for tonight? Bạn có kế hoạch gì cho tối nay hay không? Ben, yes, I'm going to or will do this e-learning course about coding. Vâng, tôi sẽ tham gia khóa học trực tuyến về mã hóa này. Ở đây chúng mình có thể thấy là câu hỏi có nhắc đến plans, kế hoạch cụ thể, cho nên là câu trả lời chúng mình sẽ trả lời là be going to, và chúng mình sẽ chọn là I'm going to. Do you have any plans for tonight? Yes, I am going to do this e-learning course about coding. Number 5, I think artificial intelligence is going to or will replace jobs in the future. Câu này có đề cập đến I think, tôi nghĩ, đây là quan điểm cá nhân, cho nên là chúng mình sẽ sử dụng will, và chúng mình sẽ chọn là will. I think artificial intelligence will replace jobs in the future. Tôi nghĩ trí tuệ nhân tạo sẽ thay thế các công việc trong tương lai. The next part is pronunciation. Phần tiếp theo mà chúng mình học đó là phần phát âm. Ở phần A, chúng mình sẽ khoanh tròn từ mà khác với ba từ còn lại ở vị trí trọng âm chính trong mỗi câu hỏi sau. Number 1, A, museum. Museum, từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Museum ở đây mà nghĩa là viện bảo tàng. B, heritage. Heritage, từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Heritage mà nghĩa là di sản. C, restaurant. Restaurant, từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Restaurant mà nghĩa là nhà hàng. D, gallery. Gallery có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Gallery mà nghĩa là phòng trưng bày. Chúng mình có thể thấy là đáp án B, C và D đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất. Chỉ có đáp án A là có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Cho nên là câu số 1 chúng mình sẽ chọn đáp án A. Number 2, A, communicate. Communicate, từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Communicate mà nghĩa là giao tiếp. B, intelligence. Intelligence, từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Intelligence mà nghĩa là trí tuệ, sự thông minh. Đáp án C, interactive. Interactive, từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Interactive mà nghĩa là tương tác. D, technology. Technology, từ này có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Technology mà nghĩa là công nghệ. Ở đây chúng mình có thể thấy là đáp án A, đáp án B và đáp án D đều có trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Chỉ có đáp án C có trọng âm rơi vào âm tiết thứ ba. Cho nên là câu số 2 chúng mình sẽ chọn đáp án là C. Tiếp theo phần B, chúng mình sẽ khoanh tròn vào từ mà có phần gạch chân, được phát âm khác với các từ còn lại. Number 3, A, sight. E được đọc là I. Site ở đây mà nghĩa là địa điểm. B, fire.
Fire. Y được đọc là I. Fire mang nghĩa là lửa. C. Visit. Visit. Y được đọc là E. Visit mang nghĩa là chuyến thăm. D. Flight. Flight. Y được đọc là I. Flight mang nghĩa là chuyến bay. Ở đây chúng mình có thể thấy là đáp án A, đáp án B và đáp án D, Y đều được đọc là I. Chỉ có đáp án C, Y được đọc là E. Cho nên câu số 3 chúng mình sẽ chọn đó là C. Number 4, A, flexible. Flexible, E được phát âm là E. Flexible mang nghĩa là linh hoạt. B, e-learning. E-learning, E được phát âm là E. E-learning mang nghĩa là học trực tuyến. C, education. Education, E được phát âm là E. Education mang nghĩa là giáo dục. D, schedule. Schedule, E được phát âm là E. Schedule mang nghĩa là lịch trình, thời gian biểu. Ở đây chúng mình có thể thấy là đáp án A, đáp án C và đáp án D, E chúng mình đều phát âm là E. Chỉ có đáp án B, E chúng mình phát âm là Y dài. Cho nên câu số 4 chúng mình sẽ chọn đó là B. Now let's move to speaking. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần nói. Chủ đề phần nói ngày hôm nay đó là Plan a trip to Vietnam. Lên kế hoạch một chuyến đi tới Việt Nam. Ở phần A, chúng mình sẽ cùng làm việc theo nhóm từ 2 đến 4 người. Chúng mình sẽ lên kế hoạch một chuyến đi cho các khách du lịch đến thăm đất nước của chúng mình. Chúng mình sẽ chọn một trong các nhóm sau. Đầu tiên là bố mẹ với hai con. Có độ tuổi là 12 và 14. Tiếp theo là một cặp trung niên yêu thích ẩm thực và lịch sử. Cuối cùng là ba cử nhân đại học. Ở đây thì cô sẽ chọn là 3 University Graduates, ba cử nhân đại học. Tiếp theo phần B, em sẽ chọn 3 nơi mà họ nên đến thăm và miêu tả tại sao mỗi nơi này lại nổi tiếng hoặc là thú vị. Họ có thể làm gì ở đây và tại sao các khách du lịch sẽ yêu thích nó. Bây giờ thì cô sẽ hướng dẫn chúng mình trả lời câu hỏi này nhé. Đây là câu trả lời của cô sẽ đọc và dịch lại câu trả lời của mình. I think 3 University Graduates should go to Ho Chi Minh City, Hội An Old Town and Hạ Long Bay. Tôi nghĩ 3 cử nhân đại học nên đến thành phố Hồ Chí Minh, phố cổ Hội An và Vịnh Hạ Long. Ho Chi Minh City is famous for being the biggest city in Vietnam. They can visit Notre Dame Cathedral, Opera House, Bến Thành Market, and enjoy street food. The city will attract the tourists because of the wonderful buildings. Thành phố Hồ Chí Minh nổi tiếng vì là thành phố lớn nhất ở Việt Nam. Họ có thể đến thăm nhà thờ Đức Bà, nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh, chợ Bến Thành và thưởng thức ẩm thực đường phố. Thành phố sẽ hấp dẫn khách du lịch bởi vì các tòa nhà tuyệt vời. Hội An Old Town is interesting because it has delicious food. They can see many old houses, but go there, visit the night market and enjoy the Lantern Festival. They would enjoy the city because they can learn about its history. Phố cổ Hội An thú vị bởi vì nó có đồ ăn ngon. Họ có thể ngắm nhìn nhiều ngôi nhà, ngôi chùa cổ, ghé thăm chợ đêm và tham gia lễ hội đèn lồng. Họ sẽ yêu thích thành phố bởi vì họ có thể tìm hiểu về lịch sử của thành phố. Hạ Long Bay is famous for being a UNESCO World Heritage Site. They can take a boat trip, explore many beautiful caves and go swimming. They will definitely love the trip because they can take beautiful photos. Vịnh Hạ Long nổi tiếng vì là một di sản thế giới được UNESCO công nhận. Họ có thể đi thuyền, khám phá nhiều hang động đẹp và đi bơi. Đương nhiên là họ sẽ yêu thích chuyến đi bởi vì họ có thể chụp những bức ảnh đẹp. Tiếp theo phần C, em sẽ nói cho một nhóm khác ý tưởng của em. Now let's move to the last part, writing. Bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang phần cuối cùng, đó là phần viết. Ở phần A, chúng mình sẽ cùng làm việc theo cặp, kiểm tra các đoạn viết của bạn cùng bàn của chúng mình. Từ bài 9 đến bài 10, sử dụng mẫu phiếu phản hồi từ bài học. Phần B, em sẽ lập danh sách những điều mà em cần nhớ cho bài viết trong tương lai. Phần C, em sẽ so sánh danh sách của em với một nhóm khác và thêm bất cứ thứ gì mà em cho là hữu ích. Với những câu hỏi này thì chúng mình sẽ cùng thực hành cùng với bạn của chúng mình để chúng mình đưa ra câu trả lời tốt nhất nhé.
Ok, vậy là tiết học ngày hôm nay của chúng mình đến đây là kết thúc. Cô hy vọng là sau tiết học này thì chúng mình có thể ôn tập lại được những kiến thức trong bài 9 và bài 10. Cô cũng hy vọng là chúng mình sẽ hiểu và yêu thích tiết học của cô. Và đây cũng đã là bài học cuối cùng của chúng mình trong sách I Learn Smart World 10. Cô rất cảm ơn chúng mình đã đồng hành cùng cô và lời giải hay trong thời gian vừa qua. Cô chúc chúng mình sẽ học tập thật tốt và sẽ tiếp tục ủng hộ lời giải hay. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các em trong những tiết học lần sau. Goodbye and see you again.